quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, xe cộ không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là tài sản giá trị đối với mỗi người. Vì vậy, ngoài việc xem tuổi thì chọn ngày giờ đẹp để mua xe máy, ô tô cũng rất cần thiết. Bởi nếu mua xe vào ngày giờ tốt, hợp tuổi sẽ đem lại sự an toàn và cát khí cho quá trình sử dụng. Khi gia chủ chọn được ngày mua xe hợp với tuổi, với mệnh của mình, điều này sẽ tạo cho tâm lý của chủ nhân được thoải mái khi tham gia giao thông, giảm tránh được tai nạn và các hiểm họa khác. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày mua xe tốt nhất trong tháng 11 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ mua xe trong tháng 11 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất mua xe trong tháng 11. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây để chuẩn bị cho công tác mua xe được thuận lợi và may mắn. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết về lễ mua xe nhé. Nội dung thứ nhất, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày mua xe. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc mua xe trong tháng 11 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp cho việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách này. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày mua xe phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ mua xe, kỵ những ngày sát chủ, thụ tử, dương công kỵ, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt phá, trực thu, trực bế, không vong, đường đoản tinh, đại hao, tiểu hao, hàm trì, hoang vu, thiên tặc, câu giảo, hà khôi, tài ly, đại sát, nguyệt hư, nguyệt yểm, nguyệt hại, hung hại, tứ phế, tứ hao, thiên thượng, không vong, diệt một, trực xấu. 2. Ngày hợp mua xe, ngày tốt mua xe bao gồm những ngày thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên quý, thiên tài, nguyệt tài, thiên phú, dịch mã, trực thành, yêu an, ngày cát nhật, trực mãn, trực khai, ngày tụ tài. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày để tìm ra được ngày tốt nhất mua xe trong tháng 11 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 11 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra những ngày tốt nhất ở tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 dương lịch đến 22 tháng 12 dương lịch. Tháng 11 là tháng Nhâm Tý, là tháng thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Tân Tỵ và ngày 29 là ngày Kỷ Dậu. Trong tháng 11 có hai tiết khí là Đại Tuyết và Đông Chí. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 11 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ. Trong tháng 11 âm lịch, ngày sát chủ là ngày Dần và ngày Mùi, bao gồm mùng 10 Canh Dần, 22 Nhâm Dần, mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Là ngày thụ tử. Trong tháng 11 âm lịch là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Ngày dương công kỵ trong tháng 11 là ngày 21 Tân Sửu, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 4. Ngày tam nương bao gồm 6 ngày, mùng 3 Quý Mùi, mùng 7 Đinh Hợi, 13 Quý Tỵ, 18 Mậu Tuất, 22 Nhâm Dần và 27 Đinh Mùi. Đây là 6 ngày xấu và kỵ mọi việc. 5. Ngày nguyệt kỵ bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 14 Giáp Ngọ, 23 Quý Mão. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 6. Ngày nguyệt phá là những ngày ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ và 26 Bính Ngọ. 7. Ngày trực thâu là những ngày dậu, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu và 29 Kỷ Dậu. 8. Ngày trực bế là những ngày hợi, bao gồm mùng 7 Đinh Hợi và 19 Kỷ Hợi.
9. Ngày không vong là ngày 12 Nhâm Thìn và 20 Canh Tý. 10. Ngày trường đoản tinh là ngày 12 Nhâm Thìn và 22 Nhâm Dần. 11. Ngày đại hao là ngày Thìn, bao gồm 12 Nhâm Thìn và 24 Giáp Thìn. 12. Ngày tiểu hao là ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão và 23 Quý Mão. 13. Ngày xích khấu là các ngày mùng 3 Quý Mùi, 11 Tân Mão và ngày 17 Đinh Dậu. 14. Ngày hàm trì là những ngày Dậu, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu và 29 Kỷ Dậu. 15. Ngày hoang vu là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ và 26 Bính Ngọ. 16. Ngày thiên tặc là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ và 26 Bính Ngọ. 17. Ngày câu giảm Hà Khôi là những ngày Dậu, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu và 29 Kỷ Dậu. 18. Ngày tài ly là ngày Thân, bao gồm mùng 4 Giáp Thân, 16 Bính Thân và 28 Mậu Thân. 19. Ngày đại sát là ngày Thân, bao gồm mùng 4 Giáp Thân, 16 Bính Thân và 28 Mậu Thân. 20. Ngày Nguyệt Hư là những ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. 21. Ngày Nguyệt Yểm, trong tháng 11, ngày Nguyệt Yểm là những ngày Tý, bao gồm mùng 8 Mậu Tý và 20 Canh Tý. 22. Ngày Nguyệt Hại là những ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. 23. Ngày Hung Bại là các ngày mùng 4 Giáp Thân và ngày 14 Giáp Ngọ. 24. Ngày Tứ Phế là ngày Quý Sửu, tháng 11 không có ngày này. 25. Ngày Tứ Hao là ngày Tân Dậu, tháng 11 không có ngày này. 26. Ngày Thiên Thượng không vong, bao gồm 27 Đinh Mùi, 12 Nhâm Thìn, 13 Quý Tỵ và 28 Mậu Thân. 27. Ngày Trực Xấu là ngày Dần, bao gồm mùng 10 Canh Dần và 22 Nhâm Dần. Đó là 27 hung tinh chúng ta cần phải loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc mua xe cho hanh thông và thuận lợi. Thưa quý vị, để may mắn bình an trên mỗi chuyến đi, thầy Gia Cát khuyên các bạn hãy sử dụng hồ lô bình an treo trên xe với thiết kế từ chất liệu gỗ đào và đá quý có tác dụng lớn trong việc kỵ tà, hóa sát, sẽ đem lại tâm lý thoải mái cho người lái xe trên mỗi chặng đường. Đặc biệt, hồ lô bình an còn được khai quang, chỉ chú và xem ngày đặt để theo tuổi của từng gia chủ để khai thông. Đặc biệt, hồ lô bình an còn được khai quang, chỉ chú và xem ngày đặt để theo tuổi của từng gia chủ để khai mở được công năng tốt nhất của vật phẩm này. Sau khi đã loại bỏ được những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 28. Ngày thiên đức hợp là những ngày Thân, bao gồm mùng 4 Giáp Thân, 16 Bính Thân và 28 Mậu Thân. Ngày Thân trùng ngày tài ly, đại sát, rất kỵ việc mua sắm xe cộ. 29. Ngày Nguyệt Đức là ngày Nhâm, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ trùng với ngày Nguyệt Phá, thiên tặc, hoang vu, không nên dùng. Ngày 12 Nhâm Thìn là ngày Thiên Thượng không vong, không dùng được. Ngày 22 Nhâm Dần trùng với ngày Sát Chủ nên không dùng được. 30. Ngày Nguyệt Đức hợp là những ngày Đinh, bao gồm mùng 7 Đinh Hợi, tuy trùng với ngày Trực Bế nhưng ngày này cũng có nhiều cát tinh nên có thể xem xét để dùng. Ngày 17 Đinh Dậu trùng với ngày Hàm Trì và ngày Trược Thu nên không dùng. 27 Đinh Mùi trùng với ngày Tam Nương nên không thực hiện công việc gì. 31. Ngày Thiên Quý là ngày có Thiên Canh Nhâm và Quý, bao gồm các ngày mùng 2 Nhâm Ngọ, mùng 3 Quý Mùi, 15 Nhâm Thìn, 13 Quý Tỵ, 22 Nhâm Dần và 23 Quý Mão. Những ngày này đều trùng với ngày xấu như ngày Sát Chủ, Đại Hao, Nguyệt Kỵ nên không mua xe vào những ngày này. 32. Ngày Thiên Tài là những ngày Tý, bao gồm mùng 8 Mậu Tý và 20 Canh Tý trùng với ngày Nguyệt Yểm. 33. Ngày Nguyệt Tài là những ngày Dậu, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu, 29 Kỷ Dậu. Ngày Dậu cũng chính là ngày Hàm Trì và ngày Cầu Giảm Hà Khôi nên bỏ qua không xét đến. 34. Ngày Thiên Phú là ngày Dần, bao gồm mùng 10 Canh Dần, 22 Nhâm Dần, trùng với ngày Sát Chủ, làm việc gì cũng xấu. 35. Ngày Dịch Mã là ngày Dần, xét như trên. 36. Ngày Trực Thành là ngày Thân, bị phạm nhiều Sát Chủ cũng không dùng. 37. Ngày Yếu An là ngày Mùi, bao gồm các ngày mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi, trùng với ngày Sát Chủ, không xét đến. 38. Ngày Trực Mãn là ngày Dần, trùng với ngày Sát Chủ. 39. Ngày Trực Khai là ngày Tuất, mùng 6 Bính Tuất, 18 Mậu Tuất là những ngày nhiều cát tinh. 40. Ngày Tụ Tài là ngày Dần, cũng là ngày Sát Chủ, không nên thực hiện công việc gì. 41. Ngày Cát Nhật, bao gồm 22 Nhâm Dần, mùng 10 Canh Dần, hai ngày Dần trùng với ngày Sát Chủ nên không dùng được. Ngày 12 Nhâm Thìn là ngày không vong nên không dùng. Ngày 24 Giáp Thìn là ngày đại hao. Ngày 26 Bính Ngọ, các ngày Ngọ trùng với ngày thiên tặc, nguyệt phá, hoang vu, rất nhiều hung tinh. Ngày 15 Ất Mùi trùng ngày Sát Chủ không xét đến. Ngày mùng 5 Ất Dậu trùng ngày hoang vu và ngày nguyệt phá không dùng. Như vậy, theo tiêu chí này, ta không tìm được ngày cát lành nào cho việc mua xe. Như vậy, chúng ta đã dựa vào 41 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những ngày tốt mua xe trong tháng 11 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 11 âm lịch cho việc mua xe đó là những ngày tốt sau.
Ngày mùng 7 Đinh Hợi kỵ những người tuổi Tỵ, hợp người tuổi Mão, Mùi và những người có thiên can là Nhâm. Ngày mùng 6 Bính Tuất kỵ những người tuổi Thìn, hợp người tuổi Dần, Ngọ Mão và những người có thiên can là Tân. Ngày 18 Mậu Tuất kỵ những người tuổi Thìn, hợp người tuổi Dần, Ngọ Mão và những người có thiên can là Quý. Đó là những ngày cắt lành mua xe trong tháng 11 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này quý vị sẽ lựa chọn cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.